Bơm nước công nghiệp Minh Motor kính chào quý khách. Sau đây là hình ảnh một trong 9 kho hàng động cơ điện máy bơm nước của chúng tôi tại Việt Nam. Xin trình bày tới quý khách giá cả trung bình của máy bơm nước điện áp 3 pha từ 2 ngựa tới 50 ngựa để quý khách tiện tham khảo giá trên thị trường. Máy bơm nước 1,5 kW 2 ngựa giá khoảng 3 triệu 900 ngàn đồng. 2,2 kW 3 ngựa giá khoảng 4 triệu 100 ngàn đồng. 3,7 kW 5 ngựa giá khoảng 5 triệu 300 ngàn đồng. 5,5 kW 7 ngựa rưỡi giá khoảng 6 triệu 900 ngàn đồng. 7,5 kW 10 ngựa giá khoảng 7 triệu 200 ngàn đồng. 11 kW 15 ngựa giá khoảng 10 triệu 900 ngàn đồng. 15 kW 20 ngựa giá khoảng 12 triệu đồng. 22 kW 30 ngựa giá khoảng 18 triệu 500 ngàn đồng. 30 kW 40 ngựa giá khoảng 23 triệu 600 ngàn đồng. Xin lưu ý, các giá trên là giá trung bình, còn giá chi tiết thì phụ thuộc vào chất liệu cánh bơm và nguyên liệu chế tạo vỏ bơm và xuất xứ châu Âu hay Đài Loan. Riêng với sản phẩm của Minh Motor, quý khách được bảo hành 4 năm phần điện. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn xin liên hệ số điện thoại 0981 676 163 để nhận giải đáp. Chúng tôi có văn phòng đại diện tại Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng và chi nhánh tại các thành phố lớn khắp trên cả nước để phục vụ quý khách.